Mới đây nhất, ngày 17, trong chương trình gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Thúy Nga đã ghé thăm nơi ở của ca sĩ Phùng Ngọc Huy ở Mỹ. Tại đây, nam ca sĩ hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi sang Mỹ định cư cũng như trải lòng về những câu chuyện nghề. Đáng chú ý, Phùng Ngọc Huy hé lộ mong mỏi hiện tại của mình chính là tích góp đủ tiền để đoàn tụ với bé La Vi, con gái của anh và cố nghệ sĩ Mai Phương được biết hiện tại giọng ca nơi nào để thấy em livestream bán hàng online để mưu sinh qua mùa dịch phùng ngọc huy hài hước chia sẻ lần đầu tiên bán em còn ngại lắm tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị ngon em bán thì ít mà hát thì nhiều Thúy Nga vô cùng ngạc nhiên trước thông tin Phùng Ngọc Huy đang kinh doanh online gần 200 món ăn vặt. Bên cạnh những chia sẻ về chuyện làm nghề, thì Phùng Ngọc Huy còn hé lộ ước mơ lớn nhất là được đón con gái La Vi qua Mỹ chăm sóc, Phùng Ngọc Huy tâm sự cùng Thúy Nga, bé La Vi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ ước mơ của em là vẫn muốn la vi ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó. Phùng Ngọc Huy tiết lộ thêm hiện tại mình là người đang lo cho chi phí chăm sóc bé La Vi và mong sớm sẽ về Việt Nam để đón con gái về sống cùng. Phùng Ngọc Huy mong sớm về Việt Nam để đón con gái sang Mỹ chăm sóc điển viên cổng mặt trời có một con chung với cố điển viên mai phương là bé la vi thời điểm mai phương qua đời phùng ngọc huy không thế về tiễn biệt lần cuối vì lý do dịch bệnh khi sự nghiệp đang trên đà phát chiến thì phùng ngọc huy gây bất ngờ với khán giả khi quyết định sang mỹ định cư nhiều năm sống tại xứ người phùng ngọc huy vừa nhận sâu đi hát vừa tìm thêm công việc ngoài đế trang trải cho cuộc sống ảnh sưu tầm